Đến các nhà vườn trên địa bàn thành phố Vinh những ngày này, các chủ vườn cùng nhân công, ai nấy cũng bận rộn tất bật chăm sóc, cắt tỉa cho từng chậu hoa cây cảnh để kịp phục vụ khách hàng đến mua sắm. Sắc hoa đã rực rỡ, thế nhưng nhiều nhà vườn hiện tại vẫn gần như vắng bóng người mua. Năm nay là thứ nhất mưa rét kéo dài, thứ hai nữa là cũng ảnh hưởng bởi cái dịch Covid, nên là lượng khách hàng rất chí là giảm, hầu như là thưa thớt, thi thoảng mới có một khách hàng ghé qua. Còn các mặt hàng vẫn đa dạng, vẫn phong phú, hàng vẫn đẹp, nguồn hàng nhiều. Đa phần những loại hoa, cây cảnh tại các nhà vườn trên địa bàn thành phố Vinh được nhập từ Đà Lạt và Hà Nội. Với lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay, sức mua của người dân sẽ giảm, nên bên cạnh việc giảm bớt số lượng, giá của các loại hoa cây cảnh cũng được giữ ở mức bình ổn, thậm chí có nơi còn giảm so với Tết năm trước. Giá cả của năm nay thì cùng như năm ngoái thôi, nhưng mà năm nay cái lượng mua đang kém lắm. Mọi năm thì giờ là nhộn nhịp lắm rồi. Những cái loại hoa này mà bán được đi là bây giờ là cái lửa khác về, bây giờ nó nở hết đấy này, là hàng giảm nhiều, ngân sách hàng bị giảm nhiều lúc cụt cả vốn đấy. Theo các nhà vườn, nhiều năm gần đây người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những loại cây cảnh có màu sắc phù hợp phong thủy với quan niệm mang lại tài lộc, sung túc, may mắn cho bản thân và gia đình, như các loại cây kim tiền, phát tài, hải đường, hoa hồng luôn được nhiều người ưu tiên lựa chọn với giá thành rẻ. Thời điểm để mà mua hoa để chơi Tết và chơi xuân ấy, thì thời điểm này là thời điểm để hoa nó đẹp nhất, về để mình chăm mà lại chơi được lâu. Hoa chơi Tết thì năm nay tôi chỉ dùng những cái loại thông dụng và cái loại nói rẻ tiền và vừa tiền thôi. Tôi không dùng những cái loại đắt tiền như những hồi xưa. Tôi hay lựa chọn là những cái dòng hoa trang trí ngày Tết cho đẹp, với hoa đồng tiền này, hay là chậu lan kiểu gì trong nhà tôi cũng sắm chậu lan. Thì thường thường là năm nào ông bận rộn á thì là khoảng tầm cuối tháng 11 là tôi đã đi rồi. Thì lúc đó là mình thoải mái lựa chọn á. Cái giá cả đây là mọi cái hành cùng có đỡ hơn so với giáp Tết á. Tết Nguyên đán đang đến gần, nhịp sống trở nên hối hả, tất bật hơn. Ai cũng mong có một cái Tết yên vui đủ đầy. Những chủ vườn hoa cây cảnh cũng vậy. Vắng bóng người mua, họ không khỏi thấp thỏm lo lắng về một mùa kinh doanh thất thu.